Chào mừng quý sĩ đến với chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến do hãng GE Healthcare phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tổ chức. Thanh Nhị, chủ đơn vị đào tạo và ứng dụng số âm của hãng GE Healthcare, hân hạnh được đồng hành cùng quý sĩ trong chương trình này. Kính thưa các quý bác sĩ, chủ đề của chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến kỳ này là cập nhật kiến thức về số âm 3D, 4D trong sản phụ khoa. Chương trình bao gồm 2 buổi, được phát trực tiếp vào lúc 11 giờ chủ nhật hàng tuần, từ ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9. Đây là chương trình có cấp sim y cho các bác sĩ đã đăng ký và tham dự đầy đủ 2 buổi, cũng như hoàn thành chính xác ít nhất 70% bản câu hỏi luận giá ở cuối mỗi chương trình. Quý bác sĩ đã đăng ký cấp sim y, xin vui lòng tham dự đầy đủ, cũng như là tham dự đến cuối chương trình để nhận được đường link bản câu hỏi qua email. Và sau đây, để bắt đầu chủ chương trình, xin kính mời quý bác sĩ đến với phiên báo cáo đầu tiên với bài báo cáo siêu âm 3D mạch máu trong sản khoa do thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Vũ là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hùng Vương trình bày. Trong quá trình theo dõi, quý bác sĩ có thể đặt câu hỏi cho báo cáo viên thông qua phần Q&A để được giải đáp ở phần tiếp theo. Xin kính mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Vũ bắt đầu chương trình. Kính chào quý anh chị các bạn, thì tôi là bác sĩ Bình Phụ. Hôm nay rất hân hạnh được cho công ty GE và TD mời đến đây để nói chuyện với các anh chị về một cái chủ đề siêu âm 3D. Tôi có chọn một cái chủ đề siêu âm 3D về mạch máu để nói chuyện với anh chị. Thì như tôi biết thì siêu âm 3D, những cái loại siêu âm 3D như là siêu âm về siêu âm 3D bề mặt, về siêu âm 3D bề mặt, những cái siêu âm mà trong sản khoa thì ứng dụng rất là nhiều và mọi người rất là sử dụng rất là nhiều những cái siêu âm đó, để thứ nhất là để chụp những cái tổn thương trên bề mặt cũng như là những cái định vị về những cái tổn thương bằng cái đa lắc á. Tuy nhiên tôi muốn nói về một cái chủ đề siêu âm mà có lẽ ít người sử dụng, đó là siêu âm 3D bề mặt máu. Thì và tôi sẽ cố gắng để thuyết phục các anh chị về cái ứng dụng của cái 3D này trong cái siêu âm sản phụ khoa. Thì đầu tiên tôi muốn giảng bài sẽ gồm có 3 phần. Tôi sẽ giới thiệu về cái siêu âm, cái kỹ thuật về siêu âm 3D mạch máu, những cái ứng dụng của kỹ thuật siêu âm 3D mạch máu trong cái sản khoa. Thì như ta biết thì để đánh giá những cái tổn thương của về mạch máu của thai nhi thì đa số mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật Doppler để đánh giá những cái tổn thương mạch máu. Còn kỹ thuật 3D là một cái kỹ thuật sẽ sử ứng dụng chung với cái Doppler để nhằm tạo ra một cái hình ảnh 3D về mạch máu của thai nhi và những cái tổn thương mạch máu thai nhi. Thì với cái kỹ thuật ngày càng tiên tiến hiện đại của máy siêu âm thì cho chúng ta thấy được cái hình ảnh cái mạch máu từ những năm 2008 thì cái hình ảnh nó rất là khó nhìn. Và gần đây thì với những cái ứng dụng mới của 3D thì những cái hình ảnh mạch máu hiện nổi rõ lên và những cái tổn thương nó sẽ rất là rõ trên cái kỹ thuật 3D mạch máu. Thì cái kỹ thuật này nó sẽ giúp cho mình không những thấy được cái cấu trúc tổn thương của mạch máu đó mà mình còn có thể nhìn thấy những cái mạch máu liên hệ của những cái mạch máu đó với cấu trúc tổn thương, và nhờ những cái đó mình sẽ giúp cho mình sẽ tự tin hơn trong những cái chẩn đoán về tổn thương mạch máu. Thì ưu điểm, như ta biết, ưu điểm của những cái kỹ thuật 3D đều nó sẽ giúp cho mình quan sát tổng thể cái khối tổn thương một cách chi tiết. Nhờ cái thêm cái sự hỗ trợ của Doppler thì sẽ những cái tổn thương nó sẽ hiện rõ lên bằng cái kỹ thuật Doppler. Và đa số những cái tổn thương mạch máu thì nó có rất là khó, rất là phức tạp, và đôi khi ngay trong lần đầu tiên dựa trên cái siêu âm 2D và siêu âm Doppler mình có thể không có thể nhận ra được cái tổn thương đó là sao. Và nhờ cái kỹ thuật 3D mình sẽ lưu được cái hình ảnh đó và mình có thể ngồi phân tích sau khi mà cái tổn thương, cái bệnh nhân đã rời khỏi nơi đó. Và ngoài ra nó còn có thể giúp cho mình đo đạt một cái chỉ số người ta gọi là chỉ số mạch theo thể tích, VFI. Thì cái chỉ số này nó sẽ đánh giá tổng thể cái mạch máu ở cái vùng tổn thương đó, thì thường là được ứng dụng trên những cái đánh giá của bánh nhau, đánh giá của song thai hoặc là những cái đánh giá của cái nhân tài năng lượng, và có một số đánh giá của phụ khoa. Nhưng ở đây tôi sẽ bài này tôi sẽ không có tập trung nói về cái chỉ số này.
Và ngoài ra cái ưu điểm đó là mình có thể lưu lại được những cái hình ảnh và có thể giúp trong giảng dạy hoặc là trong giao tiếp những bác sĩ hoặc cái trong chuyên ngành mình cũng như là những cái chuyên ngành khác, ví dụ như phẫu nhi. Tuy nhiên về nhược điểm của cái siêu 3D máu thì Doppler là một kỹ thuật có thể tạo ra hình dạng và 3D cũng phải cả hai kỹ thuật đó nếu kết hợp vào nhau thì nó sẽ có một cái nguy cơ là tạo ra khá là nhiều hình dạng trong cái hình ảnh 3D Doppler. Vì vậy cho nên để mà có giảm được cái ảnh giả thì mình phải có một số cái kỹ thuật để làm giảm cái chuyện này. Và ngoài ra thì cái việc mà sử dụng 3D Doppler thì nó cũng có rất là nhiều cái tùy chỉnh. Doppler thì có những cái tùy chỉnh về chỉ số cái vận tốc của cái dòng máu, mình chỉnh về cái độ lọc thành. Còn Doppler 3D thì mình cũng có những cái chỉnh thông số, chỉnh máy riêng. Vì vậy khi mà sử dụng trong 3D Doppler thì mình cũng phải lưu ý là mình phải có một cái thông số kỹ thuật mình phải thường phải cố định để cho những cái hình ảnh mình có thể được tái lập lại trong những lần sau, nó giống như vậy. Ngoài ra Doppler là một cái tín hiệu Doppler nó sẽ suy giảm khi mà cái cấu trúc nó xa đầu dò, cho nên để mà được có được một cái Doppler 3D mạch máu tốt thì mình sẽ phải đưa cái cấu trúc nó cần sát vào đầu dò và những có một số cái mình phải hiểu được chuyện là càng ở xa đầu dò thì cái tín hiệu Doppler nó sẽ càng sẽ giảm đi và mình sẽ khi mà chụp 3D Doppler thì mình cũng sẽ bị mất một cái điều đó chính là mất cái thông tin về dòng máu, mình sẽ không có thể biết được cái vận tốc của dòng máu đó, mặc dù trên cái hình ảnh 3D Doppler mình vẫn có thể lấy được cái hình ảnh bán định lượng của cái tốc độ dòng máu là cái tín hiệu xanh đỏ hay là một cái tín hiệu aliasing trên cái 3D Doppler đó. Thì để dựng được 3D thì mình nên lưu ý, thứ nhất là mình phải thu hẹp cái vùng quan sát, thu hẹp vùng quan sát này sẽ giúp cho cái tốc độ của khung hình nó sẽ nhanh hơn và cái việc quét 3D mình sẽ nhanh hơn. Sau đó mình chọn cái chế độ màu thì 3D Doppler có thể hoạt động trên cả chế độ Color Doppler, những cái Doppler năng lượng hoặc là những cái Doppler năng lượng có định hướng. Thì mỗi kỹ thuật thì nó đều có một cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Sau đó mình sẽ tùy chỉnh cái thang tốc độ, thường là mình sẽ tôi có kinh nghiệm lần thường sử dụng cái thang tốc độ khoảng chừng 1.3 đến 1.7 kpi và cái độ thành ở mức độ thấp đến trung bình, nếu mình chỉnh độ lọc thành cao quá thì có thể là mất được một số thông tin về mạch máu khi mình quét. Sau đó mình bật chế độ 3D và mình chỉnh cửa sổ cho cái vùng quan sát thì và quan trọng là mình phải chỉnh cái góc quét, thường đối với những cái kỹ thuật 3D mình chỉ nên chỉnh ở góc quét thấp thấp có chừng 30 đến 35 độ thì sẽ giúp cái thời gian cái quét nó sẽ nhanh hơn và làm cho cái chất lượng hình ảnh nó tốt hơn. Và mình một cái điều tốt quan trọng nữa hơn là đối với những 3D mà bề mặt thì có thể mình không cần yêu cầu bệnh nhân nín thở, tuy nhiên đối với cái kỹ thuật 3D mạch máu này nó thời gian quét khá là lâu, trung bình là khoảng 8 đến 10 giây cho một cái lần quét, nên vì vậy mình vẫn yêu cầu bệnh nhân nín thở là giúp cho giảm cái nhiễu của cái quét 3D. Thì đây là hình ảnh của quét 3D mạch máu. Thì như chị để ý là cái mình tôi đã giảm cái độ rộng của khung hình và sau đó tôi bật Doppler và quét 3D. Cuối cái đoạn quét thì có một cái tín hiệu nhiễu ở bên ngoài bên đây, anh chị thấy. Tuy nhiên cái tín hiệu nhiễu nó nằm ở ngoài cái vùng tôi cần khảo sát nên tôi sẽ không có vẫn chấp nhận cái mẫu quét 3D đó. Có thể sử dụng được 3D với cái chế độ HDR hay là cái Doppler năng lượng có định hướng thì cái này thì nó sẽ giúp cho mình có cái thông tin mạch máu tốt hơn, tại vì cái chế độ HDR này có độ nhạy cao hơn, màu cao hơn và cho cái hình ảnh nó sẽ chi tiết hơn về cái cấu trúc mạch máu của thành viên. Thì đó là về cái kỹ thuật về 3D. Thì để đánh giá cái 3D thì mình có những cái ứng dụng sau. Thường nhất là những cái ứng dụng cái vùng mà có những tổn thương mạch máu, ví dụ như là ở não, ở tim, ở gan và dưới rốn. Tuy nhiên ở bài này tôi sẽ không nói nhiều về cái bất thường về tim, tại vì nó một cái chủ đề rất là lớn và nó rất là dài và không có thời gian để nói trong cái dịp này. Chủ yếu tôi sẽ nói về ba cái bất thường ở mạch máu não, ở gan và dưới rốn. Thì về đánh giá mạch máu não thì
Ba D Modeler nó sẽ giúp cho đánh giá cấu trúc của mạch máu não. Thì theo cái nghiên cứu của tác giả Risotoko U năm 1996 thì đã cho thấy là việc đánh giá cái 3D trên mạch máu não sẽ giúp cho mình thể hiện được cái những cái mạch máu phát triển theo từng tuổi thai, và càng lúc cái những cái mạch máu vùng vùng tụy nó sẽ phát triển lên, và khi mà có những bất thường của cái hệ thống não thì tất cả những cái mạch máu này nó sẽ có một cái biến đổi, nó giảm đi hoặc là phân bố tái phân bố cấu trúc. Thì đây là nặng của một cái 3D mạch máu não. Thì đối với trường hợp bình thường thì cái mạch máu vùng tụy nó sẽ phát triển rất là nhiều và nó sẽ theo một cái định hướng từ từ tụy đi ra. Còn đối với những cái bất thường như dị dạng não thất thì sẽ có cái mạch phân bố mà 3D mạch máu nó sẽ rất là thay đổi, nó sẽ tách rời. Còn đối với cái những cái trường hợp như bất sản thể trai thì cho thấy là cái phân bố mạch máu nó sẽ rất là thay đổi, nó sẽ không có theo thứ tự nào hết, và những cái bất thường như hollow thì phân bố mạch máu nó sẽ không có đồng đều như là cái trường hợp bình thường. Thì đây là một cái ứng dụng của 3D mạch máu, tuy nhiên nó thứ nhất là đòi hỏi là một cái đầu dò, và mình sử dụng đầu dò thường là sử dụng đầu dò 3D của phụ khoa, 3D âm đạo để đánh giá mạch máu não này. Còn với đầu dò 3D đường mụn thì có thể mình sẽ không tại nào mình mở thu thập nhập những cái tín hiệu mạch máu nhiều như vậy. Một cái ứng dụng của 3D mạch máu và não thì đó là đánh giá thông số mạch máu não. Thì thông số mạch máu não là một cái bất thường rất khá là hiếm gặp. Thì có hai dạng bất thường mà thông nối nối mạch máu não mà hay gặp nhất đó, chính là cái phình mạch Galen và cái thông nối động kinh mạch của màng cứng. Thì những cái thông nối này nó thường nguyên nhân có thể là do những cái thông nối nguyên thủy nó được tạo nên sau đó nó không mất đi, hoặc là những cái thông nối nguyên thủy nó đã đóng lại sau đó nó lại tái tái thông trở lại, nó trở thành những cái thông nối của mạch máu não. Và các tác giả đều cho rằng là cái những cái thông nối này thường nó rất nhỏ cho nên thường rất là khó phát hiện trước sanh và chỉ gặp ở trẻ sơ sanh. Còn những cái mà mình phát hiện được ở trước sanh đó, thì đa số là do có một cái yếu tố nào đó nó gây nặng hơn tình trạng của cái thông nối và nó làm cho cái biểu hiện cái bất thường đó trên cái trước sanh. Thì cái phình mạch Galen là một cái tổn thương mạch máu thông nối ở trong não, thì với tần suất là rất là hiếm, là 1 trên 225.000 trẻ sanh sống. Thì thường đa số mình sẽ chẩn đoán bởi cái cấu trúc bạn trống trên lèo có cái tín hiệu động kinh mạch, và mình chẩn đoán chủ yếu dựa trên siêu âm Doppler, siêu âm 3D mạch máu và cả MRI. Thì về phân loại thì cái phình mạch Galen thì có hai dạng, dạng mạch mạc là dạng có những cái nhiều cái nhánh mạch máu nuôi từ động mạch quanh thể chai, động mạch màng mạch hoặc là cái nhánh xuyên nội thị. Đối với cái dạng thứ hai là dạng thành thì cái dạng này thì nó ít mạch máu nuôi hơn, và nó chủ yếu nó xuất phát từ cái động mạch cụ đạo sinh tư, động mạch màng mạch sau. Và cái hậu quả của cái phình mạch Galen này nó sẽ dẫn đến là một cái suy tim của thai nhi, do cái những cái thông nối ở trên cái túi phình này. Và ngoài ra thì nó còn dẫn đến một cái hậu quả nữa là cái dạng não thất và ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần của thai nhi sau này. Cái chiều tiên lượng nó tốt hay không thì thuộc vào cái dạng mạch máu. Cái nếu mà nó thuộc cái dạng thành đó, thì nó sẽ tiên lượng tốt hơn cái dạng mạch mạc. Ngoài ra những cái yếu tố khác trước sanh ví dụ như là hở van ba lá, cái tim lớn, một chỉ số tim động mạch lớn, hoặc là cái kích thước của phình lớn, hoặc là những cái biến đổi như là dạng xoang thẳng ở trên cái hình ảnh cũng sẽ giúp cho tiên lượng nó sẽ xấu hơn. Ví dụ như đây là trong một cái đánh giá một cái hai cái trường hợp và dạng xoang thẳng, dạng của cái phình mạch Galen thì ta thấy rằng cái 3D Doppler thì nó sẽ giúp cho mình thấy được cái kích thước của khối phình, thấy được cái những cái mạch máu thông nối của khối phình, thì mình có thể dự đoán đây là một cái dạng thành hoặc là một cái dạng mạch mạc. Mình sẽ có thể thấy được cái hình ảnh của cái xoang thẳng là vị trí này. Thì hai trường hợp này, thì cái trường hợp thứ hai thì một cái khối phình rất là lớn, thông nối mạch máu rất là nhiều và cái xoang thẳng dạng, thì đây là một cái tiên lượng rất là xấu cho thai nhi. Thì đây là một cái trường hợp của tôi gặp ở thai phụ 30 tuổi con so, và có tầm soát là nguy cơ thấp. Tuy nhiên ở 3 tháng cuối thai kỳ thì xuất hiện một cái
một cái cấu trúc dạng nang nằm ở phía trên lề. Nó có một tín hiệu Doppler rất là mạnh. Tim của em bé thì hơi lớn nhẹ, kèm với lại cái tín hiệu bên trong của cấu hình, nó có tín hiệu động tĩnh mạch, nó thông nối giữa vừa động mạch vừa tĩnh mạch ở vị trí này. Và trên 3D Doppler thì cho thấy hình ảnh của cái cấu hình, kích thước tương đối nhỏ, cái hình ảnh xoang xoang thẳng chưa dạng, kèm với lại những cái thông nối mạch máu không quá nhiều. Em bé này tiên lượng khá là tốt, và sau khi sinh thì em bé được mổ cái thuyên tắc cái khối phần này vào khoảng 1 tuổi, hiện tại em bé khoảng 3 tuổi và phát triển rất là bình thường. Thì đó là cái ứng dụng trong cái đánh giá của cái mạch máu não, thì mình có một số cái ứng dụng như vậy. Thì đánh giá mạch máu ở gan thì chúng ta biết là gan là một cấu trúc rất là giàu mạch máu, và cái những cái phân bố mạch máu của nó cũng rất là phức tạp. Thì đây là một cái nơi mà tổn thương mạch máu cũng xảy ra rất là nhiều, và cái ứng dụng của 3D Doppler cũng rất là tốt ở cái đánh giá của mạch máu gan. Thì nhắc lại giải phẫu thì ta có biết là ở thai nhi thì sẽ có ba hệ thống, thì đó là hệ thống cửa rốn, là dẫn mạch máu nuôi từ gan, từ mạch đánh nhau cho đến gan. Thì tĩnh mạch rốn sẽ đưa máu đến cái tĩnh hệ thống của mạch cửa qua cái xoang cửa, sau đó thì sẽ cho ra cái tĩnh mạch cửa trái của bên phải, tĩnh mạch cửa chung, và thông qua ống tĩnh mạch để đi vào tim, hoặc là đi theo những cái bánh nhánh mạch máu để vào cái hệ thống là những cái tĩnh mạch gan để trở về tim. Thì đây là cái hình ảnh giải phẫu của cái hệ thống tĩnh mạch cửa sau sinh. Thì tĩnh mạch cửa sau sinh thì chủ yếu là cái gan được nuôi bởi cái tĩnh mạch cửa chung, thông qua hai cái nhánh là nhánh tĩnh mạch lách và tĩnh mạch mạc trên tràng trên. Vào trong gan thì cái tĩnh mạch cửa chung sẽ chia ra nhánh trái nhánh phải, và những cái hệ thống mạch máu thuộc gọi là tĩnh mạch cửa trong gan thì bao gồm cái tĩnh mạch cửa chung và tĩnh mạch cửa trái phải. Còn những cái tĩnh mạch ở bên những cái thông nối nằm ở cái khu vực ở cái tĩnh mạch lách và tĩnh mạch mạc trên tràng dưới tràng trên thì người ta gọi là hệ thống ngoại gan. Thì đây là hình ảnh của cái hệ thống tĩnh mạch cửa trong gan mà trước sinh. Thì ta thấy là tĩnh mạch vốn đi vào cái xoang cửa và chia ra tĩnh mạch những cái nhánh tĩnh mạch cửa bên trái, số nhánh tĩnh mạch cửa bên phải, thông qua ống tĩnh mạch để đổ một cái xanh đây một cái xanh tự nhiên để đổ về tim. Ngoài ra thì những cái mạch máu của từ tĩnh mạch của bên trái phải sẽ theo máu dòng máu sẽ theo cái máu và về những cái tĩnh mạch gan phía trên. Thì để đánh giá cái hệ thống mạch máu ở gan, đó là một trong những cái tầm soát của cái tá bái thắng giữa thai kỳ, và tác giả Jagen đã đưa ra một cách để đơn giản để đánh giá cái mạch máu của gan. Nói là đơn giản nhưng mà mình cũng phải thông qua ba mặt cắt cơ bản, đó là mặt cắt đánh giá về cái tĩnh mạch gan gan trái, gan giữa và gan phải. Cắt thấp xuống dưới thì mình sẽ thấy một cái hình chữ L, thì nó là cái tĩnh mạch rốn đi vào cái xoang cửa và sau đó chia ra hai nhánh để nhánh tĩnh mạch cửa bên trái và nhánh những nhánh tĩnh mạch cửa bên phải. Và mạch cửa chung thì xuất phát từ tĩnh mạch lách và đưa vào cái hệ thống xoang cửa. Thì đây là cái tĩnh mạch chủ dưới và đây là động mạch chủ. Cái mặt cắt dọc giữa thì mình sẽ thấy là cái tĩnh mạch rốn sẽ đổ vào tĩnh mạch gan trái và đổ vào cái ống tĩnh mạch, và cái ống tĩnh mạch này nó sẽ hợp lưu với cái nơi vị trí nó đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, ở cái vị trí mà cái tĩnh mạch gan hợp lưu với cái tĩnh mạch chủ dưới và đổ vào tim phải. Đây là hình ảnh của cắt của cái tĩnh hệ thống tĩnh mạch. Thì ta thấy rằng với hai tĩnh hệ thống với siêu âm 2D thì mình rất là khó để thấy được rõ ràng những cái mạch máu ở trong gan. Để mà thấy được rõ ràng mạch máu ở trong gan thì mình phải sử dụng Doppler, và mình phải chuyển qua nhiều cái mặt cắt như là tôi có nói, chuyển từ cái mặt cắt phía trên cao xuống dần dần xuống thấp, và thậm chí mình xoay dọc cái đầu dò để mình thấy được cái hệ thống mạch máu của gan. Thì với cái đánh giá bằng 3D thì mình sẽ đưa mình sử dụng một cái đánh giá 3D, mình sẽ quét với hệ thống 3D thì mình sẽ thấy được những cái mạch máu ở trong gan. Chỉ với một cái mặt cắt mình có thể thấy được cả tất cả hầu hết tất cả những cái mạch máu của cái hệ thống, của ví dụ như đây là tĩnh mạch rốn,
Thì đi vô thì nó sẽ cho là tầm mạch cổ bên trái, cổ bên phải, cổ bên phải trước, cổ bên phải sau, thấy được ống tĩnh mạch, thấy được tĩnh mạch cửa chung và thấy được những cái nhánh của cái phía tĩnh mạch gan phía trên. Ở cái mặt cắt chọc giữa mình cũng có thể thấy được khá là nhiều cái thành phần, ví dụ như tĩnh mạch rốn và tĩnh mạch cửa bên trái, bộ vào ống tĩnh mạch ngay vị trí hợp lưu với lại tĩnh mạch gan và cái tĩnh mạch dưới. Thì bất thường thông nối mạch máu ở gan thì nó có nó được định nghĩa là một cái bất thường thông nối giữa động mạch, tĩnh mạch gan, giữa tĩnh mạch cửa và cả tĩnh mạch hệ thống. Thì nó thường gặp ở đâu? Thì thường gặp ở những cái khối u gan, ví dụ như hemangioma, hepatoplasma, angiosarcoma, hoặc là những cái bất thường mạch máu, ví dụ như là những cái bất thường mạch máu và có dòng chảy nhanh, ví dụ như là thông nối động tĩnh mạch trong gan, hoặc là những cái bất thường mà có cái dòng máu chậm, ví dụ như thông máu tự chủ hoặc là dạng mạch huyết, dạng tĩnh mạch, hoặc là nó có dạng hỗn hợp vừa có thông máu tĩnh mạch của mạch tĩnh mạch và vừa thông máu tự chủ, hoặc là những cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổ toàn thân thể dưới tim mình cũng có thể thấy ở gan. Thì ví dụ đây thì mình sẽ thấy một cái khối u gan thường gặp nhất đó chính là cái hemangioma. Thì hemangioma là một khối tổn thương một dòng máu ở gan, và nó nhưng mà mình phải cho nó phân biệt với lại những cái khối u khác như là hepatoplasma hoặc là mesenchymal hamartoma. Thì là đặc trưng của khối hemangioma là một cái khối u giới hạn rõ, có phản âm hỗn hợp vừa dịch mà vừa đặc, và có đôi khi có những số điện canxi hóa ở bên trong, và nó tăng sinh mạch máu. Thì đa số là mình sẽ thấy mạch máu nó tăng sinh ở viền, nó tăng sinh rất là nhiều mạch máu, nhưng mà mình đối với Doppler thường mình chỉ thấy nó tăng sinh mạch máu ở cái vùng viền. Thì với 3D mạch máu thì mình sẽ thấy được cái hệ thống cấu trúc mạch máu nuôi chung quanh khối u, và dựa trên cái cấu trúc này mình sẽ phân biệt nó với lại cái hepatoplasma thì thường ít mạch máu nuôi. Ngoài ra thì mình có thể đánh giá cái này để mình phân biệt nó với cái những cái thông nối ở cổ trụ, nó sẽ cũng có hình ảnh gần gần giống như vậy. Thì đó là cái đánh giá về khối u của gan. Ngoài ra một cái ứng dụng của 3D Doppler rất là quan trọng, đó là đánh giá cái sự thông nối giữa tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch trụ. Đây là một cái bất thường rất là khó nhận ra trên siêu âm 2D, và tại vì như các tôi đã nói, cái hệ thống mạch máu của gan của nó rất là phức tạp, nó nằm trên những cái mặt cắt khác nhau, và để mà đánh giá rõ ràng được nó thì mình phải quét từ trên xuống dưới và dựa trên cái Doppler, và mình đánh giá từng cái mạch máu, từng cái tín hiệu động mạch tĩnh mạch để mình phân biệt nó với lại những cái dạng giữa khối u gan, giữa thông nối cửa trụ, giữa những cái thông nối động tĩnh mạch ở trong gan để mình phân loại. Và cái ứng dụng 3D đó là một cái mình sẽ lấy được các thể tích và mình sẽ phân tích nó dựa trên cái hình ảnh đó một cách dễ dàng hơn. Thì cái bất thường tôi muốn nói với anh chị đây là thông nối giữa cái tĩnh mạch cửa rốn, cửa và trụ. Thì cái tên gọi của cái bất thường này nó khá là thay đổi, có một số tác giả thì gọi nó là bất sản tĩnh mạch, một số cái tác giả thì gọi nó là một cái thông nối tự chủ, hoặc là có một số thì có cái cách gọi khác, nó rất là không thống nhất trên y văn. Tuy nhiên cái tác giả Acheron đã phân loại nó thành ba cái tiếp, và tôi sẽ nói về ba cái tiếp này theo cái phân loại của Acheron thì nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ dễ cho mình hình dung hơn những cái bất thường này. Thì về thông nối của cái hạ tĩnh nó tiếp một thì của cái theo phân loại của Acheron thì đó là thông nối giữa cái tĩnh mạch hệ thống và cái tĩnh mạch rốn. Tiếp hai thì thông nối giữa cái tĩnh mạch hệ thống và ống tĩnh mạch. Tiếp ba thì thông nối giữa cái tĩnh mạch hệ thống và cái tĩnh mạch cửa. Thì đây chính là cái thông nối cửa trụ như mọi người thường nói. Và trong cái tiếp A thì cái thông nối cửa trụ này nó xảy ra ở trong gan, và trong cái tiếp B thì thông nối cửa trụ này xảy ra ở ngoài gan. Thì tiếp 1 thì ta sẽ thấy nó là thông nối giữa cái tĩnh mạch rốn và tĩnh mạch hệ thống. Thường nhất á, là cái tĩnh mạch rốn này nó sẽ đổ trực tiếp vào cái tĩnh mạch hệ thống. Tĩnh mạch hệ thống ở đây chính là tĩnh mạch trụ dưới hoặc là ở nhị phải. Thì cái tiếp tiếp 1 này thì có thể sẽ thấy hình dạng một cái tĩnh mạch rốn đổ thẳng vào cái nhị phải như trong trường hợp như này, và nó sẽ không có qua một cái ống tĩnh mạch, vì ống tĩnh mạch lúc này nó sẽ bị bất sạn, và hình ảnh của nó trên siêu âm nó sẽ khá là khó nhìn. Nó sẽ bắt đầu cái hình ảnh biến đổi của cái tĩnh mạch rốn đưa vào gan, và nó
khá là khó tưởng tượng nếu mà mình không có kinh nghiệm về những cái mạch máu của gan. Thì với kỹ thuật 3D thì mình có thể quét lên, và mình khi mình phân tích những cái mạch máu trong gan thì mình sẽ thấy được đây một cái tĩnh mạch rốn đi qua, nó không nó đi qua một cái sân và đổ thẳng vào cái vị phải như cái này, như thế này, và mình có thể thấy đây là tĩnh mạch gan và đây là tĩnh mạch phía dưới và đây là cái động mạch chủ. Và nhìn trên cái này mình có thể đoán, đây dự đoán đây là một cái thông nối giữa cái tĩnh mạch rốn và cái tĩnh mạch hệ thống, và nó là cái tiết mục của cái theo phân loại của ông Acheron. Thì tiết mục Acheron của phân loại của Acheron còn có thể cái tĩnh mạch rốn có thể đổ vào cái tĩnh mạch chậu và đổ vào cái tĩnh mạch hệ thống là tĩnh mạch phía dưới. Thì cái loại này thì mình cũng sẽ không thấy ống tĩnh mạch, và những cái hệ thống của tĩnh mạch cửa trong gan đôi khi nó sẽ không có. Thì cái trường hợp thứ hai, đây là trường hợp trong phân loại tiết mục của Acheron, thì cũng có một số trường hợp là cái tĩnh mạch rốn sẽ đổ trực tiếp vào cái ống tĩnh mạch ở phía dưới vòng hoàn. Và trên cái hình ảnh của ca này á, thì các anh chị sẽ thấy một cái tĩnh mạch rốn lớn đi thẳng vào cái tĩnh mạch phía dưới, đổ mạch phía dưới và không có phân nhánh vào những cái hệ trụ hệ cửa, và chỉ những cái mạch cửa trái của phải gần như mình sẽ không thấy một cái dấu vết nào hết. Và tình trạng em bé sẽ nặng, những cái tim em bé lớn và cái sân nó rất là lớn, sân nó đổ vào cái hệ thống trụ trụ rất là mạch dưới rất là lớn. Thì trên 3D thì mình sẽ thấy hình ảnh nó rõ ràng hơn, một cái tĩnh mạch rốn đi qua hệ thống đi qua gan mà tuy nhiên không phân nhánh, và nó đổ vào cái tĩnh mạch phía dưới và một cái sân rất là lớn ở ngay cái tĩnh mạch phía dưới. Thì đây là một cái vật là một cái thông nối của trụ thông nối của cái tĩnh mạch rốn và hệ trụ và tiết mục của Acheron. Cái thông nối thứ hai thì mình là thông nối giữa cái hệ tĩnh mạch hệ thống và cái ống tĩnh mạch. Đây là một cái thông nối khá là biến động rất là khá là ít. Thì khi mà cái hệ thống tĩnh mạch rốn, tĩnh mạch cửa và cái ống tĩnh mạch nó vẫn còn bảo toàn. Vì vậy khi mình thấy hình ảnh thì mình chỉ thấy là một cái tĩnh mạch rốn nó đổ vào cái tĩnh mạch chủ dưới thông qua cái ống tĩnh mạch. Ống tĩnh mạch ở đây mình sẽ thấy là nó khác với lại cái hình ảnh lúc nãy, là cái xanh lúc nãy, là nó thứ nhất là nó có cái tín hiệu aliasing của cái tĩnh mạch của cái ống tĩnh mạch, và thứ hai nữa là trên hình ảnh 2D mình sẽ thấy cái kích thước của nó nhỏ đi, nó có cái thành nó rất là dày hơn so với cái tĩnh mạch rốn bình thường và tĩnh mạch cửa bình thường. Thì đây nhận ra đây là một cái ống tĩnh mạch bình thường. Thì hình ảnh trên siêu âm thì mình sẽ thấy một cái tĩnh mạch rốn đi vào độ đóng thấp so hơn so với cái vị trí bình thường. Vị trí bình thường thường là nó sẽ độ ở cái vị trí hợp lưu giữa tĩnh mạch gan và cái tĩnh mạch dưới và độ nhị nhị phải. Trên trên hình siêu âm 3D mình có thể thấy được cái đây là tĩnh mạch rốn bỏ qua tĩnh mạch cửa bên trái thông qua ống tĩnh mạch và đổ vào cái tĩnh mạch dưới. Khác với cái vị trí bình thường là cái vị trí nó sẽ là đổ như vậy, thì cái vị trí nó bị lệch xuống dưới. Cái vị trí lệch xuống dưới thì nó hoàn toàn nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái hệ thống toàn bộ hệ thống tĩnh mạch của gan. Nhưng những cái trường hợp này nó lại rất là hay đi kèm với bất thường nhiễm sắc thể, thường nhất là bất thường nhiễm sắc thể trisomy 21 hoặc là những cái bất thường nhiễm sắc thể như trisomy 13, trisomy 16. Trong trường hợp này là trường hợp cái ống tĩnh mạch đóng thấp trên một em bé bị trisomy 13, và bất thường của em bé này chỉ có ống tĩnh mạch đóng thấp và cái tồn tại tĩnh mạch trụ trên trái, ngoài ra thì không có những bất thường gì khác hết. Thì thông nối cửa trụ tiếp 3 thì đây chính là một cái chính xác là một cái thông nối cửa trụ. Thì tiếp 3 nó có hai dạng là tiếp tiếp 3A và tiếp 3B. Tiếp 3 thì là thông nối cửa trụ trong gan, còn tiếp 3B thông nối cửa trụ ngoài gan. Thì ở cái tiếp 3A thì những cái nhánh của cái tĩnh mạch cửa nó sẽ thông nối trực tiếp với lại những cái nhánh của tĩnh mạch gan. Ví dụ như là trong trường hợp trên hình vẽ là cái nhánh của cái tĩnh mạch cửa nó thông với lại cái tĩnh mạch gan giữa. Thì biểu hiện hình ảnh nó cũng khá là phức tạp. Trên siêu âm Doppler mình sẽ thấy là một cái tĩnh mạch rốn đi vào và tạo nên một cái thông nối rất là nhiều nằm ở vị trí ở xoang cửa và thông với lại cái tĩnh mạch gan.
khá là khó nhận ra trên cái siêu âm 2D cũng như siêu âm Doppler, tại vì lúc này cái sự thông mối này nó tạo nên rất là nhiều cái xoang mạch máu và nó rất là khó nhìn. Thì trên siêu âm 3D mình sẽ nhìn thấy là cái tụ mạch máu đi vào và nó tạo nên rất nhiều cái xoang mối, rất nhiều cái xoang liên quan giữa cái tụ mạch gan và cái tụ mạch máu. Thì đây là một cái thông nối giữa xoang của và cái hệ thống tụ mạch gan, và ở đây mình vẫn thấy được cái ống tĩnh mạch bình thường. Thông nối tiếp 3B, một thông nối khá là phức tạp và thông nối này rất là hiếm, nó là thông nối của trụ ngoài gan. Thì hình ảnh biểu thị nó sẽ rất là khó nhìn. Ở đây mình sẽ thấy một trường hợp, cái hệ thống cái trường hợp này được giới thiệu đến tôi là vì họ nhìn thấy bác sĩ siêu âm trước đây là nhìn thấy một cái hệ thống tĩnh mạch vốn rất là lạ. Thật sự thì nhìn hình này các anh chị sẽ thấy rất là lạ, tại vì tụi mạch vốn đi vào cho ra cái nhánh tụi mạch của trái của phải vẫn có, tuy nhiên nó cách thì cảm giác nó rất là ngắn, mà vốn nó ngắn cho ra một cái ống tụi mạch rất là dài ở vị trí này. Có một số cái nhánh của cái tụi mạch của bên trái và tụi mạch của bên phải nó bị thiểu sản, nó bị mất đi một phần cái tụi mạch vốn và cái hệ thống của tụi mạch cửa nó có vẻ bị thiểu sản. Thì trường hợp này thì mình với cái kỹ thuật 3D mình có thể mình nhận ra, mình có thể thấy được một cái tụi mạch cửa chung nó nằm thấp hơn vị trí bình thường, nó đổ vào cái tụi mạch cửa dưới ở phía dưới đây. Đây trên cái hình nhìn từ trên xuống dưới thì mình cũng thấy là một cái tụi mạch cửa chung nó đổ vào cái tụi mạch cửa dưới. Đây là những tụi mạch gan, cái tụi mạch cửa thì nó sẽ nó có một số thông nối nhỏ ở cái với tụi mạch cửa và cái tụi mạch gan chung, tụi mạch cửa chung và tụi mạch gan chung, cho nên đây là một cái thông nối mà cái tụi mạch gan tụi mạch cửa chung này nó sẽ đổ vào cái tụi mạch dưới đây, là cho nên đây là một cái thông nối cửa trụ ngoài gan. Thì đây là cái hình minh họa của cái trường hợp đó, thì cái tụi mạch gan chung nó đổ tiếp vào cái tụi mạch cửa dưới và nó có một số nhánh thông với lại cái những cái tụi mạch cửa trái và phải. Thì về kết cục thai kỳ thì nếu nếu cái thông nối nó thuộc cái tiết mục là từ mặt rốn độ vào từ mặt từ dưới thì mình sẽ, đa số là mình sẽ tất cả trường hợp sẽ không thấy cái mặt, và những cái trường hợp này thì ở từ mặt rốn độ trực tiếp vào cái từ mặt từ dưới hoặc nó độ vào cái từ mặt gì phải hoặc nó độ vào cái từ mặt chậu và mình sẽ không thấy cái ống từ mặt. Và một số trường hợp là sẽ không có hệ thống tĩnh mạch cửa, giống như cái trường hợp này tôi có trình bày các anh chị là không có cái nhánh tĩnh mạch rốn đi vô đen và không có phân chia thành tĩnh mạch cửa trái cửa phải. Và những trường hợp này thuộc thông nối tiếp một thì thường nó đi kèm với bất thường rất là nhiều, những cái bất thường, những cái ca mà tôi trình bày đều có những cái bất thường ở tim, ở những cái nơi khác như ở não, ở những cái vị trí khác của cơ thể. Vì vậy cho nên cái tỷ lệ sanh sống nó rất là thấp. Những em bé này thường nó có nhiều cái dị tật cho nên nó tỷ lệ sanh sống nó rất là thấp. Những cái trường hợp mà tôi được trình ra chị là đều có những cái bất thường và em bé sau sanh là thường là chấm dứt thai kỳ hoặc là em bé nó chết sau sanh. Còn cái thông nối tiếp 2 thì nó chỉ là cái thông nối cái ống tĩnh mạch nó thông vào tĩnh mạch dưới bình thường. Đây là một cái rất là bình thường, ống tĩnh mạch tụi mạch rốn bỏ vào ống tĩnh mạch và bỏ vào tụi mạch dưới đó một cái bình thường. Tuy nhiên cái thông nối tiếp 2 này nó biểu hiện bởi cái ống tĩnh mạch nó thay đổi cái vị trí, nó không có nằm ở cái vị trí cấm vô hợp lưu giữa cái tụi mạch gan và tụi mạch dưới mà nó thấp xuống dưới. Vì vậy cái thông nối tiếp 2 này nó biến đổi cái hệ thống mạch máu ở trong gan rất ít, tuy nhiên nó lại rất hay đi kèm với bất thường sắc thể cũng như là thường gen. Nên những trường hợp mà có cái trường hợp thấy ống tĩnh mạch không thấp thì thường nó sẽ liên quan với lại bất thường sắc thể, và mình một số tác giả đề nghị mình phải nên làm những cái bất thường gen, làm những cái xét nghiệm gen như là CNV xét hoặc là những cái xét nghiệm tầm soát gen trên cái những trường hợp này, tất nhiên là cardiotip và cái đầu tay. Nếu mà không đi kèm với lại bất thường sắc thể thì tỷ lệ sống rất là tốt, có nghĩa là em bé, những em bé không bị bất thường sắc thể thì cái tỷ lệ sống rất là cao, tới 74%. Còn cái bất thường của cái thông nối tiếp 3 thì có thông nối tiếp 3A thì thông nối của trụ trong gan thì đa số thì nó sẽ gây ra chậm thân trụ,
và nó có thể có kèm những bất thường. Tuy nhiên bất thường ở cái trường hợp này thì nó thường nó nhẹ và nó không có đáng kể, cho nên những cái em bé ở cái gốc tâm lý cơ dụ tiếp 3 này thì thường là chỉ có chậm tăng trưởng và thường là sẽ sanh sanh ra sống hoàn toàn. Còn cái những cái thông nối tiếp 3, 3, 3B thì là thông nối giữa tĩnh mạch cổ chung với tĩnh mạch phía dưới, thì nó sẽ có kèm một phần là bất sản hệ thống tĩnh mạch cửa hoặc là thiểu sản hệ thống động mạch cửa, và cũng như là có bất sản tĩnh mạch, cho nên cái tỷ lệ sống nó sẽ bị giảm đi. Nó cũng không có liên quan nhiều với bất thường giai thoại cũng như bất thường của thuốc kèm theo, nhưng mà nó cũng sẽ liên quan với lại cái chậm tăng trưởng. Thì đó là cái những cái phần về bất thường của hệ thống bất thường của hệ thống tĩnh mạch chân đen. Thì đó là phần thứ ba. Thì đối với gan thì mình sẽ có thấy một số trường hợp là có những cái bất thường mạch máu mà mình không nghĩ, đây là cái mình nghĩ là đó là bất thường hệ thống của gan. Ví dụ trong trường hợp này thì ta thấy trên cái mặt cách của cái qua gan thì mình sẽ thấy một cái túi phình nằm ở vị trí này và có vẻ như thông với tĩnh mạch cửa, nên cái ban đầu cái chẩn đoán của này là những cái thông nối cổ trụ, có thể là tiếp 3. Thì tuy nhiên sau khi mà mình thực dựng hình ảnh 3D lên, mình sẽ thấy là cái túi phình này nó thông với lại cái tĩnh mạch gan, thông với tĩnh mạch gan, và nó cho một cái nhánh đi lên tim ở phía như mình thấy. Thì sau đó thì mình mới chỉ ra lại thì mình mới thấy đây là một cái thông nối, nó chính là một cái tĩnh mạch thẳng đi lên tim, và nó là nơi hợp lưu của cái những tĩnh mạch cơ phổi đổ vào cái vị trái. Thì đây là một cái trường hợp bất thường hợp lưu tĩnh mạch phổi và thả dưới tim, mà nó biểu hiện ở phần bởi một cái tĩnh mạch dạng ở phần gan. Nhưng cái tim này hoàn toàn ở bình thường, ngoại trừ cái bất thường của cái tĩnh hồ lưu tĩnh mạch thôi, còn cái tim cái cấu trúc tim không có bất thường lớn. Cho nên dựa trên cái đánh giá của mạch máu ở vùng gan thì mình cũng có thể nhận ra được cái bất thường và cái hồ lưu tĩnh mạch ở tim. Về đó là những cái đánh giá về cái hệ thống như tôi này có nói về hệ thống mạch máu não, về hệ thống mạch máu ở gan, và một cái đánh giá nữa là đánh giá về hệ thống và cái dây rốn. Thì ở dây rốn đây tôi chỉ muốn nói về cái trường hợp những cái dây rốn thắt nút, tại vì như ta biết là dây rốn là một cấu trúc rất là di động và nó thay đổi hình dạng rất là nhiều. Có nhiều cái nó còn trên thân bản thân dây rốn nó cũng có những cái cuộn sóng trên nó, cho nên để mà đánh giá một cái trường hợp mà mình nghi ngờ có dây rốn thắt nút thì không có cách nào khác hơn là mình phải sử dụng cái 3D mạch máu. Mình có thể sử dụng 2D, có thể sử dụng Doppler để đánh giá. Tuy nhiên mình phải cần một cái chú ý rất là kỹ, như là mình phải có một cái kinh nghiệm rất là nhiều thì mình mới chẩn đoán được trên 2D, và mình có thể tự tin chẩn đoán trên 2D. Còn đa số mình phải còn phải sử dụng cái 3D Doppler để mình chẩn đoán một cái trường hợp có dây rốn thắt nút. Thì cái dây rốn thắt nút thì là một cái biến chứng của khi rốn và nó cũng không thường gặp, nó chỉ chiếm khoảng chừng 0.3 đến cho 2.1%. Tuy nhiên cái nguy cơ nó tăng lên nguy cơ thay chất lưu đến 4 đến 10 lần. Ngoài ra nó có thể làm cho thai nhỏ, có thể làm cho sanh ra nước bóc phân su, em bé uống nước phân su, hoặc là tăng tỷ lệ nhập NICU và điểm áp cao thấp, hoặc là tăng nguy cơ sanh non hoặc sanh mổ. Việc chẩn đoán trước sanh thì có thể giúp ích cho mình trong xử lý là mình cho là sanh mổ, thì sẽ tránh cái trường hợp là em bé nó bị cái vòng xoắn nó bị thắt chặt hơn trong lúc mà mình sanh mổ, trong lúc mình sanh thường. Ngoài ra thì nhưng tuy nhiên vẫn chưa có hướng dẫn nào xử trí nào đối với trường hợp mình phát hiện ra dây rốn thắt nút ở trước sanh, nhất là những cái tụ thai nhỏ, thì chưa có trường hợp nào, chưa có một cái hướng dẫn nào để xử trí cái trường hợp như vậy. Về cái chẩn đoán trước sanh đó, thì chẩn đoán trước sanh thì chủ yếu là dựa trên những cái trường hợp báo cáo lâm sàng hoặc là những cái báo cáo thường hàng loạt ca trên thế giới. Những cái báo cáo này cái năm trước năm 2018, 2007 thì nó rất là ít, và đa số nó chủ yếu là dựa trên với Doppler
dựa trên 2D để chẩn đoán cái dây rốn thắt nút. Tuy nhiên ở cái từ năm 2018 trở đi, 2008 trở đi, có rất nhiều cái báo cáo, thậm chí những cái case series rất là lớn về cái dây rốn thắt nút này, và càng lúc càng nhiều, tính nó rất là nhiều, hiện nay rất là nhiều. Cái dấu hiệu được mô tả trên 2D là cái dấu hiệu của cái dây dây thần thần lọc hanging loose, hoặc là những cái cọ bốn lá, hoặc là những cái dấu hiệu bệnh thắt của hình số 8. Đó là những cái dấu hiệu được mô tả trên trên đi văn. Đa số mình xác hiện chủ yếu là trên dựa trên tình cờ. Thì cái trên cái dây rốn thì thường sẽ thấy là một nút thắt, cái xuất xuất hiện hai nút thắt thì cái tỷ lệ nó thấp hơn 6%. Có những trường hợp báo cáo lên tới 4 nút thắt. Thì có một số cái yếu tố liên quan với lại cái dây rốn thắt nút đó, ví dụ như là đa ối, hoặc là dây rốn bấm cổ, hoặc là mẹ bị đái tháo đường, hoặc là thai là thai nam. Thì trong những trường hợp này thì cái nguy cơ của cái dây rốn thắt nút nó nhiều hơn, và thường nên thấy khi thấy dây rốn thắt nút thì thường có một cái trường hợp như vậy. Thì tầm soát trên cái cấp độ 1 có nghĩa là tầm soát dựa trên dân số thấp, nguy cơ thấp á, có nghĩa là những cái trường hợp mà mình siêu âm mình đều tầm soát cái dây rốn thắt nút thì tỷ lệ độ nhạy nó khoảng 57%, độ hiệu khoảng 100%. Còn tầm soát trên cái cấp 2 có nghĩa là khi mà bệnh nhân có cái nghi ngờ là dây rốn thắt nút thì đưa chuyên gia xem lại thì độ nhạy là khoảng 96%, có nghĩa là có khoảng 1 đến 2 ca gì đó cái nghi ngờ, mặc dù nghi ngờ dây rốn nút nhưng mà mình vẫn không nhận ra được trên trên siêu âm. Thì chẩn đoán dây rốn nút thì mình có thể dựa trên như vậy, nó có thể trên 2D, dựa trên Doppler, nhưng mà cái 3D máu nó sẽ giúp cho mình chẩn đoán cái dây rốn nút này nó chính xác hơn. Ví dụ như chẩn đoán trên 2D thì mình có thể nhìn thấy trên một cái đống dây rốn mà nó gần nhau như vậy thì có thể có một số cái dạng mình nó liên quan với lại cái dấu nút, thì mình nhận trên cái dạng đó thì mình có thể chẩn đoán. Hoặc là trên cái siêu âm Doppler thì mình có thể thấy được cái nặng của cái dây rốn thắt nút dựa trên cái dạng của mạch máu nó bao xung quanh. Ví dụ như đây nặng, đây có thể nghi ngờ đây là một cái rốn nút thắt. Thì trên y văn thì mình sẽ thấy cái dấu hiệu được mô tả là dấu hiệu của cái cọ bốn lá, cái dây hình dạng dây rốn, và xung quanh nó là một cái dây rốn, cuộn dây rốn nó bám nó phấn xung quanh nên tạo cái nặng giống như là cái cọ bốn lá, hoặc là cái hình ảnh cuộn thắt sắp xoắn lại giống như là cái hình ảnh của một cái thòng lọng trong cổ, hoặc là một cái hình ảnh bệnh lại thành hình số 8 giống như là cái trường hợp này. Thì nó sẽ cho mỗi cái hình ảnh nó sẽ có một cái riêng. Và cái nếu ai đã từng làm nhiều trường hợp về dây rốn nút sẽ thấy là những cái mỗi cái trường hợp nó sẽ là có những cái nút thắt khác nhau. Ví dụ như có thể đơn giản giống như cái nút thắt này, cũng có thể duy nhất cái này, nhưng mà cũng có số cái trường hợp rất là phức tạp, mình sẽ rất là khó nhìn trên cái siêu âm 3D. Và với cái siêu âm 2D mình phải di chuyển tới lui giữa những cái vòng dây rốn, và đôi khi mình sẽ không có thể là mình phân phân biệt được rõ đây là đâu là dây rốn nút và đâu là những cái cuộn dây rốn nằm bên cạnh. Thì về kinh nghiệm chẩn đoán thì tôi cũng có kinh nghiệm chẩn đoán từ năm 2016 đến nay thì khoảng 12 trường hợp, trong đó có 8 trường hợp là phát hiện tình cờ, còn 4 trường hợp là được giới thiệu. Tuy nhiên chỉ có 11 trong 12 trường hợp là tôi chẩn đoán đúng, thì nghĩa là khoảng 92%, khoảng 92% thôi. Còn có một trường hợp thì tôi không không có chẩn đoán được là dây rốn thắt nút, và trường hợp đó là sau sanh là có dây rốn thắt nút không. Thì tuổi thai trung bình thì khoảng là 26, 28 tuần 6 ngày. Đa số là những cái ca trường hợp mình chẩn đoán là khoảng 3 tháng cuối thai kỳ. Tôi cũng có thấy một số trường hợp có báo cáo, một số anh chị báo cáo là có thấy được một cái trường hợp ở cái tụ thai rất là nhỏ, khoảng 14, 15 tuần cũng thấy dây rốn thắt nút. Nhưng cái đó là còn khá là hiếm, tại vì đa số những cái để thấy được những cái vòng xoắn thì thường là cái tụ thai phải lớn hơn xíu, cái dây rốn phải lớn hơn xíu thì mình mới thấy rõ được cái vòng xoắn. Có 4 trường hợp thì có đa ối, dư ối, có nghĩa là khoảng gần hết 2 phần 3 còn lại thì cái nút ối sẽ khá là ít, nó chưa ở mức trung bình và ít, và mình có thể mình sẽ khó hơi khó để nhận diện được cái dây rốn. Đa số trường hợp Doppler nó sẽ không thay đổi, trong thậm chí theo dõi suốt thai kỳ cũng không thay đổi. Tuy nhiên có một số tác giả người ta báo cáo là có cái số trường hợp là người ta đo cái Doppler của một rốn và thấy những cái khuyết tiền cương trương, và người ta cho rằng đó là một cái dấu hiệu báo hiệu của cái
cái phòng sống phòng khách nó khích lại, và thường mà người ta khuyến cáo là nên thực hiện chấm dứt thai kỳ ngay lúc đó. Và những cái trường hợp tôi theo dõi thì đều có kết cục tốt hết và đều có được mổ xong khi gần 10 tháng. Thì đây là hình ảnh của 12 trường hợp mà tôi đã phát hiện. Thì có số trường hợp là năm 16 thì sử dụng cái máy cái hình ảnh Doppler nó không được rõ ràng chi tiết lắm, nhưng mình cũng phải nhận diện được hình ảnh của cái nút sáp. Còn có số trường hợp hiện tại những cái máy cái độ phân giải cao thì mình có thể nhìn thấy rõ cái hình ảnh của nút thắt rất là rõ trong siêu âm. Thì đây mình phân tích một trường hợp tại sao mình cần cái 3D Doppler để mình chẩn đoán. Thì đây hình ảnh 2D mình sẽ nhìn rất là giống một cái hình ảnh của cái nút thắt khi mình thấy một cái dây rốn được bao xung quanh mờ một kia một một cái vòng vòng dây rốn khác. Nhưng mà trên cái hình ảnh của 3D Doppler mình thấy đây là cái dây rốn nó quấn tự xung quanh nó và nó không phải dây rốn nút nữa. Thì các anh chị thấy, các anh chị nhìn tưởng tượng trên đây thì các anh chị sẽ khó tưởng tượng, mà khi dựa trên cái 3D Doppler các anh chị sẽ nhìn thấy cái nặng của cái dây rốn nó quấn xung quanh nó, và các anh chị có thể tự tin để loại trừ đây một cái trường hợp không phải dây rốn nút. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp các anh chị nhìn trên hình ảnh này, các anh chị có nghĩ đây là dây rốn nút không? Thì trên hình ảnh này cái mặc dù cái dây rốn nó cuộn sóng rất là nhiều, nó cuộn sóng rất là nhiều và nó có tạo những cái hình ảnh rất là giống 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 thắt nút. Đây trường hợp 39 tuần được gửi đến tôi để kiểm chứng, tại vì họ siêu âm bên ngoài là nghi ngờ có dây rốn thắt nút. Thì tôi cũng có kiểm chứng lại dựa trên hình ảnh 3D lưu lại, tôi có gửi lại. Thì đây là hình ảnh của cái vòng dây rốn. Và với cái hình ảnh 2D này tôi lại không ngửi lắm đến cái kiểu dây rốn thắt nút. Tuy nhiên tôi có thể làm một cái siêu âm 3D mà có, và tôi thấy hình ảnh của một cái vòng xoắn. Tuy nhiên lúc đó ngay cái thời điểm đó thì tôi lại không tin lắm cái hình ảnh của 3D mặt phẳng này, và tôi cho rằng cái này là do một ảnh già nó tạo nên cái hình ảnh nó không được rõ ràng. Và tôi có kết luận cái trường hợp này là không bị đánh dây rốn hút. Tuy nhiên vài vài ngày sau thì cái bệnh nhân có báo tôi biết là cái sau khi mổ xong và phát hiện ra dây rốn hút, thì đây là trường hợp duy nhất tôi âm tính dạ và cái chẩn đoán cái dây rốn thắt nút vào trong cái 12 cái trường hợp của tôi. Thì về cái kết luận thì 3D mạch máu là kỹ thuật rất là hữu ích trong cái đánh giá của những cấu trúc mà mạch máu thai nhi, nó rất là tốt trong cái đánh giá của cái mạch máu ở não, những cái thông nối mạch máu ở não, những cái thông nối mạch máu ở gan, cũng như là những cái trường hợp đánh giá của về cái dây rốn thắt nút. Tuy nhiên nó không phải là một tiêu chuẩn để chẩn đoán, mình có thể dùng nó để mình tự tin hơn trong chẩn đoán, mình có thể dùng nó để mình xác định chẩn đoán nó, nhưng nó không phải là một tiêu chuẩn chẩn đoán. Và mình vẫn phải dựa trên cái hình ảnh 2D và hình ảnh Doppler để mình đưa ra cái chẩn đoán chính xác. Nó sẽ giúp cho cho mình tiên lượng, ví dụ như trong trường hợp của cái mình phân loại được những cái bất thường ở gan, mình phân loại được nó là cái tiết mới theo cái phân loại của Maturon, thì mình sẽ giúp cho mình tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân. Mình có thể hiện thị cái hình ảnh rõ ràng hơn để giúp cho mình tư vấn, mình tự tin hơn trong chẩn đoán. Và với cái hình 3D máu thì mình sẽ có nhìn toàn diện hơn và cái hệ thống mạch máu, và từ đó mình sẽ thấy được những cái thông nối cũng như là thấy được những cái tổn thương bên cạnh và mình chẩn đoán chính xác hơn. Rồi. Từ tình tôi đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của anh chị. Xin cảm ơn phần trình bày của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Vũ với rất là nhiều kiến thức bổ ích trong siêu âm 3D mạch máu thai nhi. Phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là phần hỏi đáp. Xin các bác sĩ có thể tiếp tục gửi câu hỏi đến bác sĩ Nguyễn Anh Vũ và tôi sẽ chuyển đến cho bác sĩ. Và sau đây là câu hỏi đầu tiên. Thưa bác sĩ, có cần thiết phải tầm soát dây rốn thắt nút không ạ? Thì như này tôi có nói với chị đó, thì những cái nghiên cứu, những cái nghiên cứu về về cái đánh giá cái dây rốn thắt nút đó, thì có một số nghiên cứu là đã tầm soát là dây rốn thắt nút. Tuy nhiên cái chuyện mà tầm soát dây rốn thắt nút thật sự thì nó không có giúp ích gì, nó không có một cái khuyến cáo, cũng không có hướng dẫn nào để điều trị cái dây rốn thắt nút đó hết. Và cái chuyện mà tầm soát thường quy cái dây rốn nút thì gần như là cũng không được ai khuyến cáo trên thế giới này. Vì vậy, để đánh giá dây rốn thắt nút hoặc là những cái
tổn thương mạch máu của cái dây rốn á, mình thường là mình phát hiện qua tình cờ và mình sẽ báo cáo khi mà mình thấy, tại vì như các anh chị thấy là nó cái tỷ lệ biến chứng của nó rất là xấu, rất là nhiều, cho nên mình đa số mình sẽ phát hiện tình cờ và mình báo cáo, và mình không có tầm soát thường quy, là vì khi mình tầm soát vậy thì nó sẽ ra nhiều cái trường hợp hơn, và mình cũng không xử lý gì hơn. Có những trường hợp mà chỉ khoảng 14 15 tuần mà đã thấy dây rốn thì mình chị bệnh nhân lo lắng, mình cũng lo lắng và cũng không có giải quyết được, mình cũng không có cách nào mình giải quyết được trường hợp đó. À, cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi trả lời của bác sĩ Vũ. Câu hỏi tiếp theo. Thưa bác sĩ, việc sử dụng 3D mạch máu có tăng thời gian chẩn đoán không ạ? Thì cái việc chẩn đoán 3D cũng như là siêu âm Doppler thì nó sẽ nói chung là về 3D thì tự nhiên nó sẽ tăng thời gian và chẩn đoán của những cái siêu âm một mình. Tuy nhiên như mình có nói lúc đầu á, thì cái 3D nó là có một cái lợi ích đó, là nó sẽ giúp cho cái mình thu nhận được cái dữ liệu và mình có phân tích sau đó. Cho nên về nguyên tắc thì mình có, ngay cả cái lúc đầu tiên mình tiếp nhận cái trường hợp đó thì có thể mình sẽ tốn thời gian hơn trong cái chuyện mà mình quét cái đó, nhưng mà mình sẽ rút ngắn được cái thời gian siêu âm cho bệnh nhân. Mình không có cần mình ngồi mình coi đấy, từ đầu đến cuối, mình có thể từ mình có thể lấy thể tích đó mình phân tích sau. Tất nhiên mình phải đánh giá trên 2D và đánh giá trên Doppler, nhưng mà cái khối thể tích đó sẽ giúp cho mình giảm cái thời gian ngồi với bệnh nhân, và mình tăng, tất nhiên mình sẽ tăng thời gian để mình ngồi phân tích sau này, nhưng mà nó sẽ cho cái kết quả tốt hơn. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Vũ. Và câu hỏi tiếp theo. Thưa bác sĩ, có phải tất cả máy siêu âm 3D đều có thể làm được 3D mạch máu không ạ? Cái việc tất cả máy siêu âm 3D không không nhất thiết là tất cả những cái máy siêu âm 3D đều có cái khả năng làm được 3D mạch máu. Một số cái máy siêu âm đó, nó sẽ giới hạn tính năng và nó sẽ chỉ cho cái làm cái 3D bề mặt và những cái 3D và cái đa lát cắt, nhưng mà sẽ không có cho làm 3D mạch máu được. Và cũng một số cái máy siêu âm thì cái chất lượng của 3D mạch máu nó không có rõ ràng và nó sẽ không có cho được cái chẩn đoán chính xác, cho nên cũng không nhất thiết là tất cả máy siêu âm 3D đều có thể làm được cái 3D mạch máu này. Cho nên trước khi mà sử dụng thì mình có thể mình phải tham khảo trước về cái tính năng này trước khi mình quyết định mình mua máy hoặc là mình làm cái tiếp thực hiện cái 3D đó. Cảm ơn các chị. Thưa các bác sĩ, do thời lượng chương trình cũng có hạn nên ban tổ chức sẽ chuyển các câu hỏi đến báo cáo viên và gửi câu trả lời đến bác sĩ thông qua email sau. Những bác sĩ đã đăng ký cấp SIM-Y xin vui lòng hoàn thành các câu hỏi lượng giá mà ban tổ chức sẽ gửi qua email sau khi kết thúc phiên hôm nay. Xin bác sĩ lưu ý sẽ có tổng cộng 2 bài lượng giá và tương ứng với 2 phiên cần được hoàn thành để đủ điều kiện cấp SIM-Y. Phần trả lời các câu hỏi vừa rồi đã khép lại phiên đầu tiên của chuỗi hội thảo trực tuyến do GE Healthcare phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec thực hiện. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý bác sĩ và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong các phiên báo cáo tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Vũ. Kính chúc toàn thể quý bác sĩ nhiều sức khỏe và thành công.